Để tiếp tục chương trình, Hoa Liên xin kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu, tìm hiểu về cách nấu cơm do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, gần đây các nghiên cứu đã phát hiện chất hàm lượng cao arsenic ở trong gạo. Ô nhiễm lan tràn đang làm tăng hàm lượng arsenic trong thực phẩm, gây nguy hiểm cho sức khỏe một cách nghiêm trọng. Đây là mối quan tâm lớn vì gạo là thực phẩm chính cho phần lớn dân số trên thế giới. FDA, cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc men tại Hoa Kỳ vừa công bố kết quả một cuộc điều tra về hàm lượng arsenic độc hại tìm thấy ở trong gạo với 200 cách đo lường sản phẩm trong hơn 60 loại gạo khác nhau. Vậy thì arsenic là gì? Nó có tác dụng như thế nào đối với cơ thể của con người? Arsenic là một trong những nguyên tố độc hại nhất trên thế giới. Là chất bán kim loại thiên nhiên được tìm thấy trong nước ngầm hoặc trong sản phẩm nhân tạo, bao gồm một số thuốc trừ sâu. Ở một số vùng đất trên thế giới, hàm lượng arsenic thiên nhiên ở trong nước cực kỳ nguy hiểm và khó phát hiện. Arsenic thường thì không có hương hoặc là mùi vị. Ngộ độc arsenic có thể gây nên các chứng bệnh về sức khỏe, nếu không được điều trị có thể dẫn đến tử vong. Mức arsenic thấp được tìm thấy trong đất, nước và không khí. Nguyên tố này được các cây trồng hấp thụ khi chúng phát triển. Điều này có nghĩa là arsenic sẽ xâm nhập vào những thực phẩm mà chúng ta thường dùng. Theo nguồn tin từ Virginia Department of Public Health thì arsenic được tìm thấy nhiều nhất là trong thực phẩm. Vậy thì có bao nhiêu lượng arsenic trong nước uống và thực phẩm của chúng ta thường dùng? Kính thưa quý vị, Environmental Protection Agency cho biết, số lượng arsenic trong nước uống công cộng tại Hoa Kỳ có khoảng 10 phần tỷ. Còn những nước uống từ các chiến khoan có thể chứa hàm lượng arsenic cao hơn, đặc biệt là những vùng nước ngầm hay nước chảy qua lớp đá ngầm arsenic. Sự khác biệt giữa arsenic hữu cơ và vô cơ là gì? Arsenic thường không tìm thấy trên chính nó. Thay vào đó, arsenic liên kết với những yếu tố khác trong các hợp chất hóa tạo thành phân tử, nếu carbon là một trong những nguyên tố thì hợp chất arsenic là hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong mô động vật. Nếu không có carbon thì hợp chất arsenic là hợp chất vô cơ được tìm thấy trong đá, đất hoặc hòa tan với nước, đây là dạng độc hại hơn. Cả hai hình thức đều có môi trường và mức độ của chúng đang gia tăng do ô nhiễm arsenic vô cơ là một chất gây nên chứng bệnh ung thư và các chứng bệnh độc hại khác arsenic được tìm thấy hầu hết các loại thực phẩm và đồ uống nhưng thường chỉ được tìm thấy trong một số lượng nhỏ ngược lại mức độ tương đối cao được tìm thấy trong nước uống bị ô nhiễm điều này tìm thấy nhiều nhất ở nam mỹ và á châu và hàng triệu người hiện nay trên thế giới đang tiếp xúc với nước uống có chứa một số lượng arsenic vô cơ cá, tôm, sò, ốc và hải sản khác cũng có chứa một số lượng đáng kể arsenic hữu cơ, dạng ít độc hại hơn. Tuy nhiên, con chim chép và một số loại rong biển lại có chứa arsenic vô cơ. Theo FDA, arsenic cũng có thể tìm thấy trong ngũ cốc, trái cây và rau quả. Tuy nhiên, gạo là thực phẩm tích tụ arsenic nhiều hơn hết. Tại Hoa Kỳ, không có giới hạn nào của liên bang được ấn định cho số lượng arsenic trong thực phẩm. Vậy thì chúng ta có nên ăn ít gạo hay không? FDA hiện nay không khuyến cáo người tiêu dùng thay đổi cách dùng gạo hoặc là các sản phẩm từ gạo. Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng mọi người nên ăn uống cân bằng với nhiều loại ngũ cốc. Trong một chương trình truyền hình của BBC có tên là Trust Me, I Am A Doctor, Andy Miard, giáo sư sinh học của Viện Đại học Queen University Belfast đã thực hiện ba cách nấu cơm khác nhau. Đầu tiên, ông sử dụng tỷ lệ một phần gạo, 2 phần nước, cách nấu cơm quen thuộc khiến cho nước bốc hơi trong khi nấu. Kết quả này để lại phần lớn arsenic ở trong gạo. Cách thứ hai, ông dùng một phần gạo, 5 phần nước và chắc bỏ phần nước thừa. Trong cách này thì arsenic còn lại một nửa. Và cách cuối cùng, Ông ngâm gạo qua đêm và nhờ đó lượng arsenic trong gạo giảm xuống 80%. Cách nấu gạo thông thường có thể khiến cho người tiêu dùng tiếp nhận một số lượng arsenic bị nhiễm trong gạo khi cây lúa phát triển do việc sử dụng thuốc trừ sâu và chất độc công nghiệp. Với cách này, hàng triệu người đang đẩy mình đến nguy cơ thông qua việc nấu cơm không đúng phương pháp. Arsenic được cho là gây ra những bệnh như là bệnh tim, tiểu đường, ung thư, bệnh mạch máu, bệnh phổi cũng như những loại bệnh khác. Trong khi nhiều người tin rằng chất độc hại arsenic sẽ bị biến mất sau khi nấu cơm, bây giờ thì khoa học đã chứng minh là nó có thể loại bỏ sau khi gạo được ngâm qua đêm. Do đó, phương pháp nấu cơm an toàn là ngâm gạo qua đêm, sau đó vo và rửa sạch gạo cho đến khi nước trong, rồi bỏ vào nồi nấu với tỷ lệ 1 phần gạo, 5 phần nước, sau đó chắc bỏ phần nước thừa cảm ơn quý vị đã theo dõi minh thúy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau